Cbiz lại thể hiện rõ sự cưng chiều dành cho Chibu, không hổ danh cái tên nổi bật nhất xứ Trung. Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một fan người Trung Quốc đã khoe thành quả chính là cánh tay có xăm chữ Chibu, khiến nhiều người phải há hốc trầm trồ trước màn chơi lớn của bạn fan này. Theo đó, ở cánh tay cũng như vị trí dưới xương quai xanh, bạn fan này đã xăm tên Chibu bằng vết mực đen cũng như những nét chữ mang đầy tính nghệ thuật. Có thể thấy được rằng đây chính là một fan cứng của Chibu tại đất nước tỷ dân. Nhiều cư dân mạng sau khi xem được những hình ảnh này đã không khỏi trầm trồ trước cách thể hiện tình cảm của fan Trung Quốc dành cho Chibu, sẵn sàng chịu đau đớn để xăm tên nữ ca sĩ lên người. Trước Chibu, một số cái tên khác của V-pop cũng từng được fan xăm tên lên những vị trí khác nhau trên cơ thể, điển hình như Bảo Anh, Sơn Tùng, Mỹ Tâm, Tuấn Hương, Hồ Ngọc Hà. Đây chính là một động lực to lớn giúp cho những nghệ sĩ vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp. Riêng với Chibu, được hẳn một khán giả nước ngoài xăm tên lên cánh tay cũng như trên cơ thể chắc chắn sẽ là niềm hạnh phúc rất lớn đối với nữ ca sĩ. Điều này cũng phần nào cho thấy được Chibu vẫn giữ được sức hút lớn đối với fan Trung Quốc dù từng vướng phải những ồn ào cách đây không lâu. Sau chương trình Đạp Gió 2023, cái tên Chibu được nhắc đến nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội trong nước và quốc tế. So với hình ảnh ngọt ngào nữ tính thời mới tham gia showbiz, Chibu ở tuổi 30 sắc sảo quyến rũ hơn nhờ việc không ngừng cập nhật phát triển hình ảnh cá nhân. Nữ nghệ sĩ không ngại biến hóa nhiều phong cách khác nhau mỗi khi xuất hiện cùng với đội ngũ ekip hùng hậu. Điều này một lần nữa khẳng định trong MV Hoa Dưới Mặt Trời vừa ra mắt. Trong MV Hoa Dưới Mặt Trời như một đoạn phim ngắn với hình ảnh lớp lan và nhiều tầng nghĩa, trong đó những chiếc cầu thang như con đường mà nữ ca sĩ đã đi qua, chiếc micro thể hiện hành trình âm nhạc hay các cô gái bị đóng khung trong những ô sắt, những mảnh gương vỡ như những khó khăn trở ngại trong cuộc sống mà nữ ca sĩ phải trải qua, nhưng cuối cùng vẫn rạng rỡ xinh đẹp khi soi mình vào đó. Đặc biệt là cuộc mốc mang tên The Journey, hành trình rực rỡ tại Đạp Gió 2023 của Chibu. Trên những chặng đường đó, Chibu có lúc e ngại, tâm trí rối bời. Thời điểm trong trên, thứ cô nàng cần là một sự dũng cảm, điểm tựa để bước tiếp. Và sau tất cả, vượt qua những nỗi lo âu, cô dựng lên mình bộ trang sức lấp lánh mang đến diện mạo tỏa sáng. Từ đó tự tin bước tiếp lên hành trình mới đầy hoa nhiều điều thú vị. Bỏ chiếc đầm lại phía sau như những điều cũ kỹ quy chuẩn gò bó, Chibu khoác lên mình chiếc váy đính đầy hoa rạng ngời trong một vùng đất mới. Cuối MV, Chibu và các cô gái cùng nắm tay thể hiện tinh thần giúp đỡ nhau để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đâu đó sau MV, khán giả ngầm hiểu Chibu đang kể về hành trình 14 năm nhiều thăng trầm của mình. Sự chuyển mình và trưởng thành trong hành trình tìm ánh hào quang được Chibu thể hiện thông qua từng cử chỉ hành động. Bên cạnh đó, những thay đổi về trang phục, lựa chọn trang sức cũng được cô nàng và ekip lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ tạo hiệu ứng về phần nhìn mà còn thể hiện ý nghĩa và hài hòa với nội dung MV.